Ê ơi sao mày nhiều quá à? Trời ăn cái này cho mày đi. Chắc là phải nửa tháng á. Hello mấy ông nha, mấy nay thì giới trẻ rần rần, đặc biệt mấy bạn mà tín đồ ăn vặt á, tôi thấy rần rần hoặc KOC, KOL người ta review rất là nhiều về cái món ăn vặt của bà Tiết. Đây, hôm nay thì cách đây 2 ngày rưỡi thì tôi có order và mình thấy là giao lại cũng khá là nhanh. Để coi đây có gì. Trước mắt đập vào mắt tôi là cái số lượng khá là nhiều. 10 bịch bò Kobe, 10 bịch nem nướng và một hộp đùi gà to với lại một cái bánh máy ngói vậy. Thêm đó là tôi được tặng tới 5 bịch sữa thạch. Đấy. Thì các bạn coi quá trình mà tôi khui ra. Quá là ok là về cái phần số lượng. Rồi, khúc này là mình bắt đầu mình dở cái từng món một. Và theo cái cảm tính của mình á, thì các bạn biết đó, mình là một cái người mà thích ăn vặt. Thì ở đây thì chúng ta có giá tiền chỉ có 120.000 thôi. Tức là các bạn có voucher với lại được miễn phí ship nữa. Mà được quá trời món luôn. Nó sẽ thích hợp cho các bạn nào mà mình order để mình về mình coi những bộ phim ở nhà. Mình ngồi nhâm nhi nè, cùng hội bạn cũng được nè. Ok lao quá trời luôn. Rồi, hôm nay là tôi đang nêm nếm thử. Thì nhìn chung thì tất cả các món thì nếu mà mình đánh giá về số lượng và giá tiền thì mình cho 10 trên 10 là chắc rồi. Còn với cái phần chất lượng thì mình đánh giá là 8 trên 10. Thật ra thì nó cũng không quá là đặc sắc đâu. Nên review chân thật cho nên là nó sẽ theo cái hướng là có gì nói đó. Ngoài ra thì mình được tặng thêm một cái phong bì có tờ tiền trăm của Cambodia với lại một cái phiếu quà tặng cho đợt sau. Ok la, bye bye.